Tôi 65 tuổi rồi, hôm nay mới chứng kiến là một cái trận lũ này, là một trận lũ năm nay là lớn nhất. Năm nay là kinh hoàng nhất, chị nghĩ gia đình của chị khả năng là không ai mà sống sót nữa. Trong vòng 3 tuần, kể từ ngày 6 tháng 10 năm 2020, 4 cơn bão mạnh liên tiếp đổ bộ vào miền Trung Việt Nam, gây ra lũ chồng lũ nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng ở nhiều khu vực. Thiên tai đã gây ra thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp cũng như sinh kế của người dân và dẫn tới nguy cơ về mất an ninh lương thực của hơn 1,5 triệu người dân vùng lũ. Khi người dân địa phương đã và đang phải chịu tác động nặng nề vì đại dịch Covid-19, thì những thảm họa như thế này khiến cuộc sống của họ ngày càng kiệt quệ hơn. Từ ngày hôm đó đến bây giờ là ăn cũng rất cấp. Vì không được đi kiếm chi, đi kiếm mặn không được, kiếm đọt không được. Mà để nuôi đời sống, với nhà bè cũng hư hết, không có chỗ nấu ăn. Với sự hỗ trợ tài chính từ Ủy ban Viện trợ Nhân đạo châu Âu, FAO đã triển khai gói cứu trợ khẩn cấp dưới hình thức tiền mặt đa mục đích để đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản cho những hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Với ưu tiên dành cho các hộ nghèo, hộ có phụ nữ là chủ hộ, hộ có trẻ em dưới 5 tuổi, người già và người khuyết tật. We decided to support FAO in that disaster to support the most vulnerable communities after the impact of the floods. More than 1.5 million people have been impacted by these floods. So the most efficient way to assist people and to maintain their dignity and freedom of choice is to give them cash. Bây giờ là nhờ hỗ trợ đây là chị, gia đình chị rất cảm ơn là chị mua là gạo cơm, vậy là mua gạo ăn, mua thức ăn. Xong bắt đầu là chị tiết kiệm lại để mua lại về. Vậy cái chi mà thiệt hại đó là chị để khắc phục lại đời sống chị. Đồng thời, cùng với gói cứu trợ khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực, FAO còn triển khai hỗ trợ tiền mặt, phục hồi sản xuất chăn nuôi, đi kèm với tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học cho các nông hộ nhỏ tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, từ nguồn hỗ trợ tài chính của chính phủ Bỉ, thông qua quỹ đặc biệt cho hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi Esfera của FAO. So this project, this emergency response, the one we are going to provide with FAO, its immediate effect will be to replace the cattle which has been lost. Those families, they rely very much on the ground, the culture, cultivation, and the cattle, and this has been destroyed by the flood. So we have to provide as soon as possible a replacement so that they can resume their activities and continue to support the families. Với số tiền sáng nay á, là tôi phải nuôi thêm 50 con gà, với là sửa chuồng trại, với là mua thức ăn để mà một lần xuất tru chuồng cho được 50 con để cho có một số vốn khá khá đấy. Sau này mà thu nhập để cho cái số vốn cao lên để mà con gây thêm tiếp nữa. Cùng với chị Hương và bà Điệu, FAO đã cung cấp hỗ trợ tiền mặt đa mục đích tới hơn 7.100 hộ gia đình đang chịu tổn thương để giúp người dân mua lương thực và chi trả các nhu cầu cơ bản, cũng như hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sản xuất chăn nuôi cho 1.273 hộ gia đình bị tổn thương khác. Our goal, therefore, is to protect those livelihoods and restore, enable farmers to quickly go back and be able to go back to their own agricultural production. This is why we need the mechanism to really respond very quickly. And this is why also a mechanism like the Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities is so critical. In that context, contributions of donors such as the government of Belgium are critical. The Sfera has also the capacity to advance funds. It means that when we receive a pledge from a donor, such as, for example, here, the European Union Humanitarian Aid,
we are able to immediately anticipate the funding on the day the negotiation has been finalized with the donor and until the funds formally arrived. In the context of Vietnam, we want to really thank the government of Belgium and also the European Union for their trust and support. Trên cánh đồng chiều nay, những người nông dân đang bắt đầu quay trở lại với công việc thường nhật của mình, tại nơi mà cách đây không lâu vẫn còn đang chìm trong biển nước. Những hạt mầm được gieo vào lòng đất như khát vọng về một cuộc sống no đủ và hạnh phúc để hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau.